trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trên nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Kính thưa quý vị và các bạn, từ lâu hoa sen được coi là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen mang trong mình ý nghĩa triết học nhân sinh cao quý và sức vươn dậy của một ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt Nam. Dù có trải qua bao cuộc đổi thay, sen vẫn luôn giữ được vẻ đẹp thanh khiết, mùi hương dịu dàng vươn mình tỏa sáng. Trong chuyên mục Hồn quê của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về loài hoa dân dã mà cao quý này qua hình ảnh mùa sen. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đi dọc chiều dài đất nước hình chữ S thân yêu này, ở đâu ta cũng bắt gặp những ao sen, hồ sen thân thuộc ở mỗi một làng quê. Loài hoa sen bình dị mà thanh cao từ bao đời nay đã gắn bó mật thiết với đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Là loài hoa thích hợp với khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa như nước ta, nên từ Bắc vào Nam, sen có mặt ở khắp mọi nơi. Ở miền Bắc, hoa sen chỉ nở vào mùa hạ. Còn ở miền Nam, quanh năm đều có hoa sen khoe sắc thắm. Ở các làng quê Bắc Bộ, khi ánh nắng mùa hạ bừng lên cùng với tiếng ve kêu râm ran báo hiệu hè về, cũng là lúc mùa sen nôn nao thức giấc sau một kỳ nghỉ dài ngủ đông. Những ao sen loang loáng nước bạc ngăn ngắt những lá sen xanh, xanh nõn búp lá vừa hé, xanh mướt lá tơ, xanh đậm lá già, đua nhau bén rễ đâm cành. Giữa xôn xao thảm lá màu xanh ấy là những búp sen dịu dàng, thanh tao vươn lên từ bùn đen nước bạc, kiều hãnh rực rỡ phô bày những lộng lẫy cánh hoa, đài hoa, nhị hoa là những đóa sen đang kỳ nở rộ. Những cánh màu hồng phấn xếp tầng từng lớp rồi đến nhụy hoa vàng tươi, tạo nên sự hài hòa trong bố cục. Tất cả ngàn vạn mắt lá, mắt hoa ấy rung rinh sóng sánh huyền ảo giữa nắng gió, bàn tặng cho cuộc sống con người ngất ngây hương sen. Loài hoa này biểu tượng ca xa hơn là biểu tượng của người dân Việt Nam, một nét đẹp của người dân Việt Nam, đặc biệt là người nông dân Việt Nam, một đất nước mà trước đây đã đến 90% làm nông nghiệp. Bản thân cái hoa sen thì hiện nay vẫn còn tồn tại phát triển và nó đã đi vào các phương tiện du lịch. Ví dụ như máy bay có hàng là lấy biểu tượng hoa sen, rồi các cái phương tiện khác lấy biểu tượng hoa sen. Như vậy, hoa sen không ở trong bùn nguyên trại mà đã đi ra thị trường khắp đất nước và vươn ra cả thế giới. Không chỉ là loài hoa gắn bó mật thiết với cuộc sống nơi quê làng dấu yêu, sen còn là loài hoa được xếp vào hàng tứ quý, tượng trưng cho một trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông trong năm theo lịch mặt trăng của văn hóa cổ đại phương Đông. Trong tâm thức người dân Việt Nam, sen cũng là loài hoa tượng trưng cho sự thuần khiết, trắng trong như ngọc, được Đức Phật chọn đài sen làm biểu tượng để ngồi tu hành, giáo hóa chúng sinh hướng về cuộc sống an lành, đức độ. Chẳng thế mà, giữa kinh thành Thăng Long ngàn năm văn hiến, ngôi chùa một cột được xây dựng từ thời Lý ở thế kỷ 12 như biểu tượng của hoa sen, để trải bao nắng gió thăng trầm, vẫn luôn tồn tại trong cõi tâm linh thiêng liêng của người dân đất Việt. Hoa sen còn rực rỡ, tự hào hình ảnh dân tộc và vĩ nhân. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Làng quê nơi vị cha già kính yêu của dân tộc được sinh ra và lớn lên cũng có tên là làng sen, có lẽ cũng vì lẽ đó. Sen là loài hoa tuy có cuộc sống bình dị, khiêm nhường, không cần sự nâng niu, chăm sóc như một số loài hoa khác, nhưng luôn tỏa sắc hương thơm ngát dâng đời. Vì thế mà từ xưa tới nay, loài hoa bình dị này đã được lấy làm tượng trưng cho những phẩm chất cao quý của con người.
biết vượt qua những cám dỗ đời thường để hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Là loài hoa tuy không mang vẻ đẹp kiêu sa, nhưng hoa sen lại ẩn chứa trong mình sự tinh tế và thuần khiết, nên rất được nhiều người dân Việt Nam ở nhiều thế hệ yêu thích. Mùa sen nở cũng là dịp nhiều ngôi nhà ở các làng quê Bắc Bộ có những bình hoa sen được cắm tô điểm cho không gian phòng khách của các gia đình thêm sinh động. Cùng với thú vui ngắm hoa, nhiều người còn đến với đầm sen để được hòa mình vào thiên nhiên trong ngây ngất của hương sen mùa hạ. Trưng cho một cái vẻ đẹp hình thể và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Tôi thì rất thích chụp ảnh với hoa sen và tôi thường năm nào cũng cùng với các bạn của mình là chọn một cái thời gian không khí mát mẻ, trong lành. Thế sau đó là đi đến chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp của đầm sen và cũng có chụp những cái ảnh để lưu dấu lại. Thực sự là cũng là người phụ nữ cũng lớn tuổi, nhưng mà mỗi một lần đến với hoa sen là tôi cảm thấy trẻ ra và tôi thấy là để lưu giữ được những cái hình ảnh này thì tôi thấy rất vô cùng là hạnh phúc. Sen còn là một trong những loài cây mà tất cả các bộ phận đều có giá trị sử dụng hữu ích trong cuộc sống đời thường của con người. Những lá sen già màu xanh đậm, tròn như vành nón, có thể dùng để gói bánh, gói cốm hay gói xôi. Những sản vật của nhà nông này khi được gói trong lá sen là sự hòa quyện ấp ủ hương vị mang sự tinh tế của nhà nông với hương sen thơm ngát ngát. Cùng với đó, hoa sen tự bao đời còn được người Việt Nam dùng để ướp trà. Trà hoa sen đã được xếp hạng tuyệt phẩm trong các loại trà của dân tộc, mang đủ hương vị tinh túy của đất trời, mang đến cho người thưởng thức hương vị thanh khiết mà tao nhã. Bên cạnh đó, sen còn là loài cây có giá trị khoa học. Từ cây sen, chúng ta có thể chế biến thành những thực phẩm bổ dưỡng, những bài thuốc hữu ích có tác dụng cho sức khỏe của con người. Các cái hạt sen hay tâm sen hay là củ sen thì tôi còn được sử dụng trong cái thức ăn, thức uống hàng ngày trong gia đình. Đặc biệt là cái món chè sen là tôi rất là yêu thích bởi vì nó giúp cho mình tăng cái khí huyết, bổ dưỡng và tạo cái nguồn năng lượng rất là dồi dào và giúp cho tinh thần mình nó cảm thấy là khoan khoái và giảm cái độ nóng bức của mùa hè, đó là thanh nhiệt. Ngoài ra thì củ sen, ngó sen thì tôi có thể sử dụng các loại như là nấm nộ trong bữa ăn để có thể thiết đãi khách. Hiện nay chúng ta còn xuất khẩu cả chè tâm sen nữa, thì đấy là một niềm tự hào Việt Nam chúng ta. Dẫu vẫn biết mùa sen sẽ đến như lời hẹn ước mỗi khi hè về, nhưng ánh nắng hạ bừng lên, lòng lại thấy nao nao mong chờ để lại được ngắm những đóa hoa sen đang khoe sắc thắm nơi quê làng dấu yêu, để lại được thấy hình ảnh những chiếc xe đạp ra các phố phường nhộn nhịp bán mua, hay chỉ là để muốn một lần được trở về với quê mẹ, hòa mình với thiên nhiên trong hương sắc của hoa đang vẫy gọi trong say đắm lòng người. Sen vẫn thế âm thầm và lặng lẽ, rồi một mai bừng sáng giữa khung trời, từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ, ngát hương sen nét đẹp chẳng phai phôi.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hồn quê của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.